xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và thế giới của kênh Khojirino và sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức quốc tế được cập nhật trong bản tin ngày 17 tháng 10. Trump và Harris chật vật thu hút cử tri khác giới. Cuộc đua vào tòa bạch ốc năm 2024 giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump đang gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri khác giới. Bà Harris gặp trở ngại với nam giới trong khi ông Trump chật vật thu hút phụ nữ. Khoảng cách giới tính đã tạo nên tình thế bế tắc ảnh hưởng đến chiến lược của cả hai. Ông Trump đã dẫn trước bà Harris 10 điểm trong nhóm nam giới, trong khi đó bà Harris có lợi thế 13 điểm trong nhóm phụ nữ. Các cuộc thăm dò cho thấy Vấn đề phá thai ảnh hưởng mạnh đến sự ủng hộ của các cử tri nữ, đặc biệt từ sau khi phán quyết Roe Wade bị lật ngược vào năm 2022. Harris đã tập trung vào các vấn đề về phụ nữ và quyền phá thai để củng cố sự ủng hộ, trong khi trong điều chỉnh lập trường về phá thai và hứa hẹn chính sách hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm nhằm thu hút thêm cử tri nữ. Bầu cử sớm bắt đầu tại Bắc Carolina bị tàn phá bởi bão. Ngày 17 tháng 10, cử tri ở Bắc Carolina đã bắt đầu bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, chỉ vài tuần sau khi báo Helen để lại nhiều người dân vẫn chưa có điện, nước hoặc là dịch vụ điện thoại. Bang này đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả cuộc đua giữa phó tổng thống Kamala Harris của đảng Dân Chủ và cựu tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa, vì Bắc Carolina có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Hậu quả của bão Helen làm hơn 200 người bị thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ đã dấy lên câu hỏi về việc liệu nó sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu như thế nào. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua tại bang này rất sát sao, Trump nhận được 48% ủng hộ còn bà Harris là 47,5%. Ủy ban bầu cử Bắc Carolina đã đánh giá thiệt hại đối với các điểm bỏ phiếu 76 địa điểm mở cửa cho cử tri tại 25 quận thuộc khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Số lượng địa điểm giảm nhẹ so với 8 điểm dự kiến trước bão. Dù vậy, các dấu hiệu về sự tàn phá vẫn hiện hữu gần các điểm bỏ phiếu, với cây cối bị bật gốc và đống đổ nát dọc theo đường. Israel xác nhận đã giết thủ lĩnh Hamas, Hezbollah tuyên bố leo thang thủ tướng Israel benjamin Netanyahu đã xác nhận rằng quân đội Israel đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. ông Netanyahu tuyên bố đây là bắt đầu của sự kết thúc trong chiến dịch quân sự ở giải gaza và cảnh báo rằng cuộc chiến vẫn chưa hoàn thành trong khi đó hezbollah ở Liban thông báo sẽ lao thang chính sự và sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác mỹ cảnh báo trung quốc sản xuất dư thừa để thống trị thị trường toàn cầu Giới chức Mỹ vào hôm 17 tháng 10 cảnh báo Trung Quốc đang tận dụng việc sản xuất hàng hóa nhiều hơn mức cần thiết để thống trị thị trường toàn cầu và cần phải có biện pháp để đối phó với vấn đề này. Trong bài phát biểu tại hội thảo do Liên minh các nhà sản xuất Mỹ tổ chức, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế Dalip Singh cho biết, thông qua các con số cụ thể, Trung Quốc đang sản xuất dư thừa so với nhu cầu của thị trường với mục đích nhằm thống trị thị trường toàn cầu trong một số lĩnh vực. Hiện nay, các mặt hàng mà Trung Quốc sản xuất dư thừa tập trung vào sản phẩm năng lượng tái tạo như xe điện, pin và công nghệ cao như là chất bán dẫn. Nỗ lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc được thực hiện thông qua các khoản trợ cấp khổng lồ hàng loạt. Theo giới chức Mỹ, hiện ngày càng có nhiều quốc gia coi trọng tình trạng sản xuất dư thừa của Trung Quốc là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trung Quốc cũng đã tích lũy được sức mạnh thị trường ngày càng tăng để làm đòn bẩy kinh tế và địa chính trị. Trong thời gian vừa qua, chính quyền Tổng thống Biden đã sử dụng các rào cản thương mại như là thuế quan để ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc, bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung gia tăng, Mỹ có thể sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp mới để kiềm chế Trung Quốc, giảm thiểu tác động của sản xuất dư thừa. Châu Âu giảm thêm 0,25% lãi suất cho rằng quá trình giảm lạm phát tiến triển tốt, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB điều chỉnh lãi suất tham chiếu thêm 0,25%. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp ngày 17 tháng 10 của ECB tại Slovenia. Đây là lần giảm thứ ba kể từ tháng 6 của cơ quan này, với mỗi lần là 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất về 3,25%. Động thái diễn ra sau khi số liệu lạm phát tháng 9 của khu vực đồng euro giảm còn 1,7%, lần đầu trong 3 năm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB. ECB thành lập năm 1999 khi đồng euro ra đời. Họ bắt đầu tăng lãi suất từ mùa hè năm 2021 và nâng lên mức kỷ lục 4% vào tháng 9 năm 2023 để kiểm soát lạm phát. Nhưng điều này cũng gây áp lực lên kinh tế khu vực. Lãi suất cao làm giảm đầu tư và tăng trưởng, vốn đã yếu trong gần 2 năm qua. Các dữ liệu mới nhất gồm sản lượng công nghiệp và tín dụng ngân hàng đều cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp diễn những tháng tới. Thị trường lao động cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, với tỷ lệ làm việc chống đạt ở mức kỷ lục. Vì thế, nội bộ ECB và các chính trị gia Đức, Italy đã kêu gọi sớm nới lỏng tiền tệ trước khi quá muộn. Giá vàng thế giới lên sát 2.700 đô la Mỹ, Chốt phiên giao dịch ngày 17 tháng 10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 18 đô la Mỹ lên 2.692 đô la cho một ounce. Đây là mức đóng cửa cao kỷ lục của kim loại quý. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 2.697 đô la Mỹ. Từ đầu năm, kim loại quý đã tăng hơn 30%, liên tiếp lập các mốc đỉnh mới. Nguyên nhân chủ yếu là bất ổn địa chính trị và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, tiếp tục hạ lãi suất. Giới chức Israel tuyên bố đã hạ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một chiến dịch ở miền nam giải Gaza. Trong phiên Mỹ, giá có thời điểm giảm nhẹ so với đỉnh, sau báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ nước này tăng nhẹ trong tháng 9. Trong khi đó, số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ đi xuống vào tuần trước. Dù vậy, giá vẫn được hỗ trợ khi hàng loạt nền kinh tế trên thế giới giảm lãi suất. Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạch kim tăng 0,1% lên 994 đô la Mỹ cho một ounce. Palladium đắt thêm 1,7% lên 1.041 đô la Mỹ. Ngược lại, giá bạc giảm 0,3% về 31,6 đô la Mỹ. Ăn ít hơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu mới từ các phòng thí nghiệm ở Mỹ cho thấy ăn ít calo hơn có thể kéo dài tuổi thọ dựa trên thí nghiệm với chuột. Những con chuột bị hạn chế 40% calo sống lâu nhất, trong khi các yếu tố di truyền có vai trò quan trọng hơn chế độ ăn uống. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giảm cân không phải là yếu tố trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia nhấn mạnh cần có thêm nghiên cứu trên con người để xác nhận kết quả này năm chuyên cơ hàng sang chở các tỷ phú đổ bộ Đà Nẵng. Năm chuyên cơ của Gulfstream gồm G600, G500, G650 ER và hai chiếc G700 đã đổ bộ sân bay Đà Nẵng vào hôm 15 tháng 10. Sun Air, đại diện của Gulfstream tại Việt Nam, cho biết các chuyên cơ chở 50 hành khách gồm các tỷ phú khắp thế giới cùng đối tác vận hành của Gulfstream đã tới Đà Nẵng để tham dự hội nghị khách hàng thường niên. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày và các khách hàng của Gulfstream nghỉ tại một resort 5 sao trên bán đảo Sơn Trà. Trong thời gian này, các khách có thể tham quan một số địa điểm nổi tiếng trong và gần Đà Nẵng như là Bana Hills và phố cổ Hội An. Trước sự kiện của Gulfstream, Đà Nẵng được tỷ phú Bill Gates và bạn gái chọn là điểm đến cho chuyến du lịch 4 ngày vào hồi tháng 3. Tỷ phú cũng đến bằng chuyên cơ riêng G650ER nghỉ dưỡng tại một resort ven biển và trải nghiệm văn hóa việt bằng buổi thưởng trà trên đỉnh bàn cờ theo đại diện của Gulfstream việt nam được chọn là điểm đến của hội nghị khách thường niên năm nay vì có cảnh quan đẹp vị trí thuận tiện để hãng có thể mời và đón các hành khách tiềm năng trên thế giới Gulfstream được xem là cái tên dẫn đầu trong ngành hàng không xa xỉ trên thế giới nhiều người nổi tiếng sở hữu máy bay của hãng này như Bill Gates, Jeff Bezos và Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Hãng chuyên cơ nổi tiếng với tốc độ bay không đối thủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thiết kế nội thất sang trọng, tiện nghi. Trong các máy bay xuất hiện ở Đà Nẵng, chiếc 650ER được đánh dấu là chuyên cơ bay xa và nhanh nhất, có thể bay vòng quanh trái đất với một lần dừng. Nội thất của G650ER dành cho giới siêu giàu với các công năng như giường ngủ, bếp ăn, quầy bar, phòng tắm, sofa thư giãn với màn hình TV, phòng khách tiêu chuẩn 5 đến 6 sao. Trong khi đó, G700 là dòng chuyên cơ sở hữu cabin rộng rãi nhất, chở tối đa 21 hành khách, có khả năng cải thiện sức khỏe khi bay với 100% khí tươi được làm mới mỗi 2 đến 3 phút, ánh sáng tự nhiên từ 20 ô cửa lớn nhất trong dòng chuyên cơ thương gia. Messi vượt qua Ronaldo và Pele giành danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Siêu sao Argentina Lionel Messi đã vượt qua Cristiano Ronaldo và huyền thoại Brazil Pele để đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử do báo thể thao Marca trao tặng. Messi đã ghi hat-trick và có hai pha kiến tạo trong trận Argentina thắng Bolivia 6-0 vào ngày 16 tháng 10 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Cú hat-trick này đã giúp Messi sánh ngang với đối thủ lâu năm Cristiano Ronaldo khi cùng ghi được 10 hat-trick cho đội tuyển quốc gia. Mới đây, siêu sao người Argentina cũng vượt qua Cristiano Ronaldo và Pele để giành giải thưởng America Award của tờ báo Tây Ban Nha Marca. Được người hâm mộ trên mạng xã hội gọi là giải thưởng Gold, tức là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sáu thứ lãng phí mà nhiều người không nhận ra. Một trong những lỗi chi tiêu phổ biến của mọi người là bỏ quên những khoản chỉ tưởng như là không đáng là bao hay mua sắm những thứ có vẻ rất là xứng đáng. Tờ Metro của Anh thống kê những khoản chi lãng phí âm thầm được các chuyên gia tài chính gọi tên nhiều nhất. Thứ nhất đó là cà phê đủ uống hàng ngày. Thỉnh thoảng chúng ta đều thích một ly cà phê hay một cốc trà sữa. Điều đó không có gì sai. Nhưng nếu ngày nào bạn cũng một ly cà phê trên đường đi làm, có thể bạn đang tiêu rất nhiều tiền cho đồ uống. Giả sử mỗi ngày bạn bỏ ra 2 đô la, sau một tháng số tiền là 60 đô la. Tốt nhất là bạn nên cắt giảm chi phí này bằng cách tự pha cà phê ở nhà và mang theo trong bình đựng khi đi làm. Vô tình rơi vào cái bẫy tiêu dùng nhỏ như việc mua trà sữa hàng ngày cũng có thể khiến cho hầu bao của nhiều người trống rỗng. Thứ hai là ăn trưa ngoài hàng. Ăn trưa ngoài quán là thói quen của hầu hết dân văn phòng, nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm, hãy cân nhắc các giảm việc này. Thay vào đó, bạn nên tự làm đồ ăn ở nhà, mang đi và chỉ ra ngoài ăn một hoặc hai lần mỗi tuần. Thứ ba là mua đồ giảm giá. Sức hấp dẫn của những đợt giảm giá là rất lớn, rất khó để có thể cưỡng lại được việc sở hữu một món đồ phải có khi nó được gắn nhãn là đại hạ giá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các đợt giảm giá thường đi kèm với rủi ro mua phải những bộ quần áo mà bạn sẽ không bao giờ mặc đến, những đồ gia dụng bạn sẽ không bao giờ sử dụng. Cách tốt nhất để ra quyết định mua sắm là đợi 24 giờ. Thông thường đến lúc đó, sự phấn khích sẽ lắng xuống, nghĩa là bạn có thể đánh giá tốt hơn liệu đó có phải là thứ bạn thật sự cần hay là muốn hay không. Thứ tư là đăng ký các dịch vụ mà bạn ít hoặc là không sử dụng. Đăng ký Netflix trong khi bạn bận rộn cả ngày, tối về chỉ muốn ngủ, đăng ký gói internet ở nhà trong khi bạn đã dùng gói 4G, đăng ký dịch vụ phòng chờ thương gia ở sân bay trong khi bạn rất hiếm khi đi công tác xa nhà, đăng ký thẻ tập nhưng cả năm không đi tập là những khoản lãng phí. Nhiều người rơi vào bẫy đăng ký dùng thử miễn phí rồi sau đó quên hủy dịch vụ khiến mất một khoản tiền đáng kể những thứ này thường được tự động thanh toán sau đó mọi người thậm chí không nhận ra việc họ đang trả tiền cho thứ họ thậm chí là không sử dụng đến giải pháp dễ nhất cho vấn đề này là kiểm tra sau kê ngân hàng để xem có dịch vụ nào bạn đang thanh toán mà bạn chưa sử dụng gần đây hay không sau đó hãy hủy chúng thứ năm là chi phí mua hàng của các thương hiệu lớn nếu bạn là người chỉ mua hàng có thương hiệu, rất có thể bạn đang tiêu tiền một cách không cần thiết. Theo Yahoo Finance, các mặt hàng ít quan trọng như là đồ dùng vệ sinh và viên rửa chén của các thương hiệu nhỏ có giá mềm hơn và chất lượng tương đương. Thứ sáu là chi tiêu không tính toán khi dùng thẻ tín dụng. Cái bẫy không cần trả tiền ngay khiến bạn thường quẹt thẻ tín dụng không suy nghĩ nhiều số tiền bạn chi tiêu càng lớn thì khả năng bạn hoàn trả đầy đủ đúng kỳ hạn càng thấp do thu nhập giới hạn kết quả là bạn phải trả mức lãi suất rất cao Lợi ích của hạt chia với người bệnh tiểu đường. Hạt chia giàu chất chống oxy hóa, chất xơ có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch, cải thiện kiểm soát chất lượng đường trong máu. Hạt chia là những hạt nhỏ màu đen hoặc trắng có hàm lượng canxi, magie, phốt pho và ALA cao. Tất cả các chất dinh dưỡng này đều có liên quan đến cải thiện mật độ khoáng chất của xương. Người tiểu đường có thể sử dụng hạt chia thường xuyên để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng. Thứ nhất là giàu dinh dưỡng, 30 g hạt chia có khoảng 138 calo, 5 g protein, 5 g chất béo và axit alpha linolenic, 12 g carbohydrate, 10 g chất xơ cùng nhiều chất dinh dưỡng khác như là canxi, sắt, magie, kẽm, vitamin B1, B3. Hạt chia cũng cung cấp chất chống oxy hóa như axit lorenic, axit caffeic, mycetin, quercetin và camphorone. Chúng có lợi cho sức khỏe nhờ trung hòa các gốc tự do có thể gây hại chống viêm. Thứ hai là hỗ trợ giảm cân. Béo phì tác động đến các hệ cơ quan trong cơ thể, làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2, duy trì cân nặng vừa phải. Thay đổi lối sống lành mạnh, giúp ngăn biến chứng hoặc ngăn bệnh tiểu đường. Chất xơ và protein trong hạt chia góp phần tạo cảm giác no, phù hợp với người tiểu đường cần duy trì cân nặng ổn định hoặc giảm cân do béo phì. Protein trong hạt chia có thể hạn chế cảm giác thèm ăn, giảm lượng thức ăn nạp vào. Tiếp theo là giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Biến chứng tim mạch là một trong các biến chứng thường gặp do tiểu đường. Hạt chia có nhiều chất xơ hòa tan giúp hạ cholesterol toàn phần và LDL trong máu. Axit béo omega 3 trong hạt chia làm giảm mức độ căng thẳng oxy hóa, góp phần ngăn ngừa biến chứng tim mạch do tiểu đường. Thứ tư là giảm lượng đường trong máu. Ăn hạt chia có thể điều chỉnh lượng đường trong máu nhờ hàm lượng chất xơ và các hợp chất có lợi khác. Người bệnh đang gặp phải tình trạng lượng đường trong máu cao có thể cân nhắc dùng hạt chia thường xuyên hơn nhằm hỗ trợ ổn định đường trong máu sau bữa ăn, cải thiện độ nhạy insulin, hạt chia đa năng vì có thể dùng trong nhiều công thức nấu ăn như là chè, uống với nước ấm, làm bánh, vân vân. Người bệnh tiểu đường có thể ngâm hạt chia trong nước ép hoặc trộn với bột yến mạch làm sinh tố, rắc lên cơm, sữa chua nhờ khả năng hấp thụ nước và chất béo Hạt chia có thể làm đặc nước sốt, người tiểu đường nên ăn hạt chia từ từ, từng chút một để tránh các tác dụng phụ cho hệ tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy. Khẩu phần ăn thông thường là khoảng 28g hạt chia mỗi ngày. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.